Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái tổ chim sẻ. Đấy. Cắt gỗ để làm một cái tổ chim sẻ. Để treo lên trên hiên nhà, trên tầng 2. Thế sau đó thì cho tiếng kêu để dụ chim mẹ, chim bố mẹ về làm tổ. Tôi lấy mấy cái thanh gỗ, cái này là cái thanh gỗ gỗ keo để cắt. Đóng một cái tổ kích thước nhỏ thôi. Chiều cao của nó là 30 phân. Đấy. Chiều rộng và chiều sâu của nó mỗi chiều là 20 phân. Thế thôi. 20 20 nhân với 30. Thì chiều cao tôi làm 30 phân là để sau này nếu mà chim nó về làm tổ thì sẽ có một cái không gian để gắn một cái máy quay mini vào đó.
Đấy, chỗ này là để con chim nó đậu ở đây, nó nhảy vào cửa.
Rồi. Giờ là đi treo nhá.
chắc là phải để các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ.